dẫn mấy bạn ơi làm ăn tại nhà ha. Bác đang nhum lửa nè, đang nhóm than để mà mùi than hả ba? Mùi than để làm gì? Nướng con nhum biển với lại sao điệp. Trời ơi, lần đầu tiên mình thấy mồi lửa đó, mồi than bằng cách này mấy bạn ơi. Đó. Đây là cái nước sốt mà sẽ đổ lên cái con ốc nhà đó, nhìn rất là ngon, rất hấp dẫn nha các bạn. Hôm nay Thịnh sẽ ăn mấy cái con nhum biển này nha. Nhum biển này hai vợ chồng Thịnh ăn 10 con nha các bạn, với cái sò điệp Nhật nha. Đó, sò điệp Nhật này Thịnh mua nửa ký là 140.000 nha. Còn cái nhum biển này loại to là 300.000 nè. Cái loại nhỏ thì là 25.000 một con. Cái này 30.000 một con. Rất là sạch sẽ rồi các bạn, mình chỉ lấy cái còi thôi đó. Đây. Bên đưa ba chìa khóa mấy bạn ơi, tính ra là nướng buổi chiều quá mấy bạn. Đó, nhưng mà hả, trời mới vừa mưa xong nên hả, bây giờ mới nướng nè. Đó, anh chàng nướng. Bác xin chào mọi người đi. Xin chào mọi người. Hỏi rồi, hỏi rồi. Hấp dẫn mấy bạn ơi. Làm ăn tại nhà ha. Wow. Móc nó xuống. Mình ăn kỹ kỹ xíu đi. Đau bụng sáng rồi. Làm vậy để cho nó chín nha các bạn. Đó, chín đều đó. Mình làm ở nhà nó vậy. Tròn trai. Tròn trai nướng nè các bạn. Nướng tại nhà vui vui. Chín rồi các bạn, giờ mình ăn cái này nha. Mình múc miếng ăn thử nha. Wow. Mặn gì ba kia làm rồi. Đúng là ba ăn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thằng đứa hơi nhậu mang về nó nằm. Tiếp được 2.000. Lấy ly nước rồi. Dạ. Chỗ gần hào nữa hả? Mắc lắm. Mắc lắm. Vô đó mắc lắm. Đi ra cái chỗ Lào, chỗ là loại sâm biển nha mấy bạn. À, có năm nữa. Bốn nữa. Đây là mẻ thứ ba hả bà? Mỗi mẻ nướng có được có 4 con à? Ừ. Tại vì hả? Cái sâm này đó, cái lột tự nhiên mấy sâm. Cái nhum biển này nè, đó, nó bự. Nhưng mà cái lò giờ thịt nó nhỏ á. Nên hả, nướng lần 4 con thôi nha. Nay cuối tuần các bạn, chủ nhật đó nên hai vợ chồng rảnh rỗi quá làm mấy cái này nướng cho con hạ bình thường là còn mà dạ. Khi ngày thường á đâu có thời gian đâu mấy bạn, có thời gian ngồi nhà trước nhà đó, tính là nướng sớm hơn nha, 3-4 giờ gì đó cho nó sớm sớm mấy bạn, mà hả trời mưa phơi than ở ngoài nè đó. Buổi trưa rất là nắng luôn, phơi than ở ngoài cái xong ở trong nhà trời mưa, than ướt rồi nhúng than là cho nó khô, cho nó cháy xong rồi bây giờ mới nướng được. Đó bây giờ cũng phải 7 giờ rồi. Giờ định 3-4 giờ mà giờ thành 7 giờ mới nướng nữa. Ngon nha. Cái con này nó rất bự nha các bạn. Đó, không phải nó nhỏ nhưng mà cái nhiều thịt lắm luôn đó. Đó nó ra nước này, nướng nó ra nước các bạn. Được cái hả là cái này nè, nó không có nóng nha bạn. Đó các bạn thấy không, khói nó đang lên này, khói nó nghi ngút này đó, thấy không, khói lên nhưng mà hạ cầm ngoài đây nó không có nóng nha. Đó ăn tròn, vẫn đang cắm cuối. Okay.
camera này ghét ghê luôn trời. Nó bị tuột đó mấy bạn. Để hồi tí nữa nó tuột xuống à. 700k. Rồi 750.000. Có 3 cái. Cái này loại là gì ba? Tên nó là gì quên rồi. Có 3 cái bự hơn. Nhưng mà lười á, cái này nó nhẹ nhẹ nhàng nè. Nó nhẹ á. Đem ra mình quay nó. Nó gọn. Mình hay quay mà nó giờ nó giật cái tạc, giật cái tạc. Ừ, ghi. Đó. Thì chiều tưởng là hả dùng cái nồi chiên không dầu để mà nướng rồi mấy bạn. Mưa quá. Lâu lâu nổi hứng tự nhiên ông trời mưa. Như vậy hả? Đừng nổi hứng. Mà giờ ăn ba con này bà. Phải không? Mẹ ăn ba con rồi phải không? Ok, đây là bún chan đã nóng này. Đó. Ăn ba con nữa bà. Mình nướng cho đêm này. Mua 10 con. Tại ăn ba con rồi. Ngon quá. Rồi. Cái này là mình đem cho chị hàng xóm nha. Đó. Nướng nè, đó ha. Nướng xong rồi giờ đem cho chị hàng xóm nha. Giờ là đang nướng sò điệp các bạn. Đó. Nha. Đang nóng. Mẹ giờ mẹ ăn sò điệp, ba ăn bông mi. Mẹ ăn sò điệp. Mẹ ăn ba con nhìn rồi. Ăn bổ quá. Mua cho cố rồi bây giờ hả nướng ra ai cũng dường bỏ tay nhưng mà nó ngon lắm mấy bạn, tại vì hồi trưa giờ ăn rất là nhiều luôn á, hồi trưa thịnh làm đồ ăn rất là nhiều. Thịnh là ngồi làm này nhớ cảm giác như là sắp Tết rồi mấy bạn đó, tại vì Tết á thường là về bên nhà nội á, làm nhà bà nội thường xuyên nha, thường xuyên làm nướng, làm thịt nướng rồi đó, làm đồ nướng rất là ngon, mà Tết nào cũng làm á, tại nhà bà nội trước là hay nuôi heo gà này kia, heo gà vịt, bây giờ là hết nuôi heo rồi hả ba, giờ mệt quá, không có thời gian để nuôi á, nên hả không nuôi heo nữa, nhưng mà Tết nào cũng là nướng thịt heo á, nướng cũng bếp á, đi ra ngoài hiên ngoài ăn. Rất là thích luôn, tại vì Tết nhà nội là trồng rau rất là nhiều. Rồi Tết thích nhất là về quê mà có thăm vườn rau á. Thế này Thịnh về cái dự định của Thịnh sẽ quay cái vườn rau cho các bạn xem này. Trời, vườn rau thích lắm. Tết về là chỉ có thích ăn rau thôi. Còn thịt cá Tết, thịt cá bánh kẹo buổi Tết thì rất là nhiều rồi, ngán á. Đó, thích ăn rau. Rau ở quê thì rất là ngon, rất là giòn, rất là sạch, mình ăn yên tâm. Vẫn còn hai con nhum ở trên này nè. Mình thích ăn sò điệp các bạn. Nhưng mà ăn thấy thương không? Sao đẹp mấy bác ơi. Trời ơi. Đây. Hai con chín rồi nha. Bây giờ mình sẽ xơi con sao đẹp này thôi nha. Điệp này nóng lắm, cái vỏ nó nóng lắm, không có hả? Bây giờ nó không nóng. Đó, coi sao điệp nó khỏe. Xin mời các bạn nha.
không biết sao ăn. Sao đẹp á? Cũng là nước quá ăn. Không cay. Ngon ghê luôn á. Chiều cà các bạn ơi. Trứng cút hả chị? Trứng cút. Ừ. Con này nào? Con này. Con Nhung có cái gì không Nhung á? Nóng quá. Nhung. Có bán mình bao nhiêu một ký là sao? Không có bán ký, bán còn đó. Ngon không chị? Wow. Cái đó nhiều lắm chị, nhiều đồ tươi á. Mua đồ đó là nhiều đồ tươi sống luôn á, ăn đã. Ngon. Dạ, em mua loại bự á chị. Có con nhỏ hơn 25 ngàn, còn con bự thì 28 ngàn. Nó bán từng con một hả chị? Đúng rồi kìa. Con đó thì con bắt từng con một hả chị? Hai vợ chồng rảnh rỗi mua gì ăn, ăn xong hả ăn nữa hả, dựng giường lên nhìn xuống rửa ngon quá các bạn, rửa giường còn dễ dở rồi. Ngon quá. Sôi đã, mọi người coi quay cái sôi đã. Trời xíu. Sôi sục hả các bạn. Đã hả? Chỉ là đã. Rồi, nắp xuống này. Bếp than hồng nha em. Còn ba con với bạn. Đó, giờ ăn xong đi tối nay ngủ sướng nè.
bộ béo. Ăn ở đâu được đó? Ai mượn ngồi cao? Lấy cái hồi nãy nó lấy cái đòn ngồi ví dụ ngồi. Ngồi cao. Xong ăn xong hải sản, ăn quên luôn, ăn xong mấy con ốc này rồi mà than hồng còn nhiều quá. Như ở quê á, là hả sẽ đi tìm khoai với lại hả bắp á, lụi vô miếng cuối cùng nha. Xin mời các bạn. Ba con ăn hết tiêu rồi. Rõ vậy. Tôi mới lại cùng xem. Cảm ơn các bạn nha. Nhớ đăng ký theo dõi. Quên. Cảm ơn các bạn. Nhớ đăng ký like share ủng hộ nha. Bye bye. 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 Bye bye.